ngày 6 tháng 9, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Tấn Phi, sinh năm 1980 và Nguyễn Thụy Kha, sinh năm 1984, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Sơn tiếp nhận tố giác tội phạm của ông N.B., sinh năm 1966, tỉnh Quảng Nam về việc ông bị hai đối tượng nhận tiền hứa chạy án cho con trai ông và chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng. Qua điều tra xác định, T, sinh năm 1989, là con ông N.B., bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam về tội đánh bạc. Sau đó không lâu, Võ Tấn Phi biết được và chủ động gặp ông B để hỏi thăm tình hình T và giới thiệu anh Nguyễn Thụy Kha có nhiều mối quan hệ xã hội, có khả năng giúp cho T được tại ngoại và tráng án. Tin tưởng, ông B liên hệ với Kha thỏa thuận việc chạy án với số tiền 250 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền từ ông B, Kha không gặp gỡ và đưa tiền cho cơ quan tố tụng hay cá nhân nào có thẩm quyền để giúp T như đã hứa hẹn mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 6 tháng 9, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 33 bị can về hành vi đánh bạc. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh, chiều ngày 25 tháng 8, Công an thành phố Pleiku đã phát hiện, bắt quả tang 41 người, gồm 23 nữ, 18 nam đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Địa điểm xảy ra vụ việc nằm tại một ngôi nhà ở làng Group Ngôn, phường Yên Thế, thành phố Pleiku. Đinh Lê Lai, 40 tuổi, trú phường Phù Đổng, thành phố Pleiku là đối tượng cầm đầu. Tại chiếu bạc, công an thu giữ hơn 300 triệu đồng, 35 điện thoại di động, 3 xe máy cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập, công an thành phố Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 33 bị can về tội danh đánh bạc. Hiện Công an thành phố Pleiku đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku cũng đã tổ chức khen thưởng cho tập thể Công an thành phố Pleiku và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia triệt phá vụ đánh bạc. Sáng ngày 6 tháng 9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa đường dây ma túy từ nước ngoài về Nghệ An, bắt hai đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin cùng nhiều dạng ma túy khác. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Cao Văn Tùng, sinh năm 1974, trú phường Bến Thủy, thành phố Vinh là đối tượng chủ mưu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài để vận chuyển ma túy về Nghệ An rồi đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh ngoài. Tùng là đối tượng từng có hai tiền án về ma túy, quá trình hoạt động đều trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Xác định đây là đối tượng hết sức nguy hiểm, liều lĩnh, hoạt động liên huyện, liên tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Sau khi được lãnh đạo đồng ý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đồng chủ trì với Công an các huyện Nghi Lộc, Anh Sơn, Thanh Chương và các phòng nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 27 tháng 8, Ban chuyên án nhận được nguồn tin Cao Văn Tùng cùng Bùi Hải Trung, sinh năm 1987, trú phường Trung Đô, thành phố Vinh sẽ đi nhận hàng tại khu vực giáp ranh giữa huyện Tân Kỳ và Anh Sơn. Khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, trên quốc lộ 7 đoạn qua thôn 8, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, ban chuyên án đã khống chế đối tượng Bùi Hải Trung, sau đó bắt quả tang Cao Văn Tùng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ 10 bịch ma túy dạng nước vui, 4 bánh heroin, 2 kg ma túy dạng đá, 1 kg ma túy dạng ketamin. Mở rộng chuyên án, tính đến nay, cơ quan công an đã thu giữ 10 bánh heroin, 10 bịch ma túy dạng nước vui, 3 kg ma túy dạng đá, 2 kg ma túy dạng ketamin cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra. Ngày 6 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai công nhân bị đuối nước tử vong. Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ 40 phút ngày 5 tháng 9, trong lúc làm việc thì bà M, 45 tuổi và ông T, 60 tuổi, trú cùng huyện Quế Sơn, không may rơi xuống hầm chứa nước tại công ty tinh bột sắn ở xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn. Ngay sau khi phát hiện sự việc, một số người trong công ty khẩn trương vớt hai nạn nhân lên bờ và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà M và T đã đuối nước và tử vong trước đó.
nhận được thông tin, Công an huyện Quế Sơn và Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm. Khi tiếp nhận thông tin về sự việc này, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn chỉ đạo chính quyền địa phương tới động viên và chia buồn với gia đình hai nạn nhân. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn thông tin. Ngày 6 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, Điền Kinh Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm. Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị xử phúc thẩm theo hướng đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tăng mức hình phạt đối với 18/254 bị cáo. Trong 18 bị cáo bị kháng nghị tăng án, đáng chú ý là nhóm bị cáo thuộc phòng đăng kiểm xe cơ giới, phòng VA thuộc Cục Điền Kinh Việt Nam, gồm Đặng Trần Khanh, cựu phó phòng, Mai Đức Truyền, Trịnh Bình Dương, Vũ Hồng Quang, cựu đăng kiểm viên. Viện Kiểm sát phân tích, bị cáo Đặng Trần Khanh là lãnh đạo phòng, chịu trách nhiệm số tiền trên 60 tỷ, hưởng lợi lớn, không có thêm tài liệu gì tại phiên tòa. Viện Kiểm sát đề nghị mức án 14-15 năm tù về tội nhận hối lộ, tòa tuyên 11 năm tù. Bị cáo Mai Đức Truyền chịu trách nhiệm hình sự với số tiền hơn 5 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,5 tỷ nhưng chỉ nộp lại 650 triệu, không có tình tiết giảm nhẹ tại phiên tòa. Viện Kiểm sát đề nghị mức án 12-13 năm tù về tội nhận hối lộ, tòa tuyên 9 năm tù. Bị cáo Trịnh Bình Dương và Vũ Hồng Quang đứng ra lập doanh nghiệp sân sau, chỉ đạo đưa hối lộ cho phòng VA. Mỗi bị cáo chịu trách nhiệm hình sự số tiền hơn 11 tỷ đồng, phạm vào khoảng 4 tội đưa hối lộ. Viện Kiểm sát đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị mức án cho hai bị cáo ở khoảng 3 tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, hội đồng xét xử tuyên mức án 4 năm tù nằm ở khoảng 2 đối với mỗi bị cáo là chưa phù hợp, chưa có tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Đồng thời, không công bằng đối với các bị cáo khác phạm tội đưa hối lộ số tiền thấp hơn nhưng bị tuyên án cao hơn. Liên quan đến vụ 79 biệt thự xây dựng trái phép tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc tổ chức cưỡng chế thêm 4 công trình, đồng thời khắc phục hậu quả đối với 5 trường hợp vi phạm không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm. Những biệt thự vi phạm xây dựng bị cưỡng chế sáng 6 tháng 9 của các cá nhân gồm ông Phan Văn Đàm, 469m², ông Phạm Hào Quang, 499m², ông Trần Văn Quyền, 482m² và bà Danh Thị Hồng Nga, 1996m². Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cũng tổ chức khắc phục hậu quả đối với 5 biệt thự không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm. Thông tin từ Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Phú Quốc, đến ngày 14 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã phối hợp với Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang, tổ chức cưỡng chế và người vi phạm tự phá dỡ 54/79 biệt thự xây dựng trái phép. Đối với các căn biệt thự còn lại, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ phối hợp cơ quan chuyên môn hoàn tất hồ sơ ban hành quyết định xử lý.